Ngày 10 tháng 4, bà Võ Thị Thu Sương, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã gửi giấy mời công ty Grab Việt Nam tới làm việc. Giấy mời được gửi đi sau khi báo chí và mạng xã hội phản ánh Grab sử dụng bản đồ sai lệch thông tin về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã hẹn Grab làm việc vào thứ Tư, ngày 12 tháng 4. Tuy nhiên, Grab báo lại chưa sắp xếp được buổi làm việc vào thời gian trên. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm, sau khi làm việc với Grab, dựa trên tính chất của vụ việc, cơ quan này sẽ đưa ra biện pháp xử lý tiếp theo. Trước đó, từ tối ngày 8 tháng 4 đến sáng ngày 9 tháng 4, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến việc bản đồ của hãng xe công nghệ Grab hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam. Cụ thể, nhiều người dùng phát hiện trên bản đồ ứng dụng này nhiều khu vực thuộc chủ quyền biển đảo Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng lại hiển thị tên tiếng Trung và tiếng Anh. Sáng ngày 10 tháng 4, bản đồ ứng dụng đã xóa bỏ những thông tin hiển thị sai lệch được phản ánh trong 2 ngày cuối tuần. Phía Grab Việt Nam cho biết sự việc không liên quan đến sự tôn trọng của Grab đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời xin lỗi về những quan ngại có thể phát sinh.